Traffic chân còn lo này, short cut mà này tha plơ nó khởi cắt ở chân chết chân kì hãy âm bên traffic tiệt
thì bây cứ reliable mà này play nó cứ mình tách mình chọn mình bật mình bao khi thế giờ đấy chẳng cứ play nó reliable chẳng nó hay là background chứ là khi là phơi router hay là nói thời gian ta router ai cái anh ấy play đại là o bán đi từ capo ở miền đôi mà đứa dân chẳng mà đứa chơi làm bay thua thua ca tầm rạch chật mới là o bán cứ thời gian ta tua po miền cực còn chứ mấy router ai chơi nó đâu play và chúng ta bán vì thời gian po miền cực còn giờ đấy mình thử ca cờ bòn miền chứ mình thử ca cái ảnh nia rau matrix giờ đấy máu matrix nó cứ chia hai thà cứ chia thiệt đại dương pra pra sầm rập cái ảnh nia rau plơ cái đại lõ nó ảnh nó rau matrix đây giờ đấy đồng vua sầm rập vua sầm rập thà lõ rồi mà lõ nó matrix đây giờ vua lợi khla ảnh hai matrix giờ đấy chứ nó thấy thử trăm đừng nari mình nhẹ chẳng đại dương pra pra matrix ấy làm bay vua than nari mình nó cứ lõ chết cầm bù nơi đây là sát cứ thở tại cầm bù đấy nơi đây là sát cứ thở tại scom giờ đấy nơi đây là sát thở tại sạch sò giờ đấy nó cứ chỉ metric tôi đang nói vua từ lớp sắp bù cài lớp sắp bù cài từ lớp ai kia chẳng từ lớp bắt tụ lớp midterm lớp thần đơn từ lớp project từ lớp ai sen sen từ lớp cặp cái nhà bóc quạt ai sen sen nó khác chẳng chỉ metric chúng ta tới thời gian min metric nằm bay rõ play của chúng ta trong lúc dùng ưu thì khó được chia cost in time and resource to send data mà này ta cứ metric picture thì consider the resource cái nào para resource nó dạng mạch para pay và liên là mạch chẳng vì cái này cost the lơ pay và liên là cả para resource chẳng router rau nằm bay cái này bán cứ router nó có cái này chờ nè giờ đấy từ lời cái time hay là resource mà còn thì tiếp theo là detail anh ấy chắc là đó nè từ lời time cost từ lời time hay resource per lời ấy per lời ấy resource mấy kha vậy là toàn cái bài khoản time metric cứ pay bill hay resource đấy chân chấm này resource tất hay pay bill tất cả đóng khơi để bay rau ấy chân đóng bay sai data chân metric cứ tất toàn mình pay bill hay là resource thì tiếp theo mình sẽ làm pi routing protocol này mới mới tại đây chúng ta xuống là đó nếu tiếp ta ở mấy đấy ở đấy này là đó nè chứ nhìn to tiền cái đó nếu cả trăm ta rau network rau là một chút data ai miền bay một phần ta tự rau default rau hai nơi đây là mấy rau là đấy đơn bên hai là static vì là static static mà nó fake ở prior pool anh ấy hai static chứng rau network network rau flow của chúng data miễn bay một phép đồng khăn đồng đẳng flow đã static mà đây flow đã apply pro flow đã default flow đã apply pro rồi nè chứ như vậy pi static rau flow đi phần đó chỉ tu tới static rau cứ cầm nọ lơ flow của chúng data chỉ là khả static nữa chứ bị chấn cứ configure manually như thế bạn ấy tham network administrator network của một network còn login chỗ còn lại anh chọn router quạt cầm nọ thật ta và chúng ta thở trên tam port này thở trên tam plug này giờ đấy chứ mà mẹ router chỉ nè cầm nọ thế cứ ấy kể plug của chúng ta nó cứ ấy kể cứ nè rồi anh biết thế chỉ nè cầm nọ router còn là vừa thật ta mày kể à vậy để bán cầm nọ đòi nè rồi anh biết thế đây chứ bắt chân chi ấy kể nhưng nhóm lọ in chỗ ta và chúng ta bị a tất cả b thời bật chun tạm lý thời bật chun tạm lý thời bật chun tạm lý cứ phịch mà cứ rò pe bật chun đại tác thời tập chun tạm nè cho nhóm gì đã cầm nọt nhóm lọt intro router này mới những mũi hay những cầm nọt là đấy mà đại khái nhóm từ tạp từ nào vậy chứ tôi tới này tao nghĩ tới trăm tạp từ nào á cứ cầm nọt network từ từ thế nhớ cái này network từ router có tách này nhưng chẳng play bật chun đại tác có bị tách này nên chắc dương ở tôi chừng này không làm sợ đây làm bài cầm nọt phụ dưỡng chứ mà nước phồn dưỡng chứ mà nước chứ miên ca ngây hot nhé mà nước dưỡng miên lẹ than miên ấy do lẽ miên ca ngây hot bao dưỡng này tao nói dưỡng mãi thưa ca được cô được cầm bài miên chụp nó tê chẳng mà nước cứ dưỡng miên ca ngây hot tao đấy chẳng nào nên thời trăm như thời phẩm mà sinh phẩm phẩm sâu vé làm bài chụp nuốt ca ngây bao dưỡng hay bà sân chỉ nét rồi nhưng tôi tế dưỡng một trăm bài phẩm sâu vé tê nhưng xét với static router ngọn tơ được chỉ thầm router bùn pram ấy không biết bằng hà thế plug của chúng ta phải thật phải chỉ tùng đọc ấy không biết bằng hà thế giờ đấy chắc như tu tới bản thân chỉ lên lên thì chẳng network mình thông thế network tới tới khi lên đấy chẳng mà network thông thông lại chỉ mẹn giờ đấy
chẳng nè nó lấy là chấm nè bao tôi chưa lên bao nhiêu nè bao thông mình thấy comment nè lấy là mưa cầu vàng chấm mà sân chiều lên đấy chưa phở đầu tôi chẳng mùi pi bảy bốn đấy thế tao đấy tôi cái này tao lấy là chấm ta cái configure về chỉ là cái nào cái ta tay chơi bộ đầu tôi bị tách phạt mà lâu chúng này ta còn bị tách này hai mươi giám tiếp lâu chúng này ta cứ còn bỏ chain nữa nhớ đấy chẳng cái phở chấm pool này vào để tôi thấy lâu mà chúng này ta cứ còn bỏ chain Rao chain mà ta mấy dựng ra đồ đào tơ, dựng thêm đào tơ, dựng đọc sai đọc ấy phần xe nó cứ chain rao ấy chứ như cũng rõ chain nhớ lấy và sân là chain như tầng trang update tầng off nhớ lấy ở mà và sân chỉ dựng dựng thêm đào tơ cho lót đi mối chứ nó mới thật update nó off này tầng đấy chẳng đọc như tầng trang thật ta tỉ rao biển chân nhớ lấy chẳng dựa nát cái dân cầm lót ta tỉ rao cứ dựng chỉ network em đi xe thơ chỉ nè cầm lót giờ đấy hai đứa bây giờ cầm mặt bán tại sao tại vì này vóc tuổi lâu chút nữa ta tịch tịch này ta tịch nào cũng là o sản phẩm này vóc tuổi tuổi với ở smoke sao mà với ở chậm này vì soft thuần thiên chọn tệ chẳng phụ dương này kia này giờ đấy hay tu tới này tao thấy lén cầm rõ chain lâu của chúng ta mà biết á giờ đấy rank fix chẳng cứ cầm rõ lâu của chúng ta được chứ này riêng ai phải ta tịch nào đang tại và thân chỉ miếng bánh hai đôi chèo rau tờ khâu rồi môi có dịch đầu link đầu sải chứ tất cả chỗ từ manually change về đây và sau bắt slide mới đi on vô lấy bỏ slide mới đi lúc má anh ấy chỉ start tới rào á giờ lấy rồi tôi ra rào tới và còn tách plug chúng ta có miền mũi pi bảy bốn pram nữa chẳng bị tách bằng tên chẳng có configure đằng lại nick chỉ start tới rào thôi rồi đấy anh ấy chỉ start tới rào cũng nếu nếu có tách rào có tầm anh mũi pi bảy bốn pram nữa chẳng chỉ start tới rồi đấy cái đó mới là trang bị men advantage hay là disadvantage của việc tại cái đó vì men for a na for fightable tại cái đó cứ bị thấp là men con sống bắt nâng con này kể vì bạn nó off đó đấy chúng ta không được bạn là boss ta tại cái đó ta giảm mạnh con mẹ sống bắt với giảm mạnh con sống bắt với chúng ta ta tại cái đó cứ tha rao efficiency routing efficiency mà này tha vì process of peep là process of peep là dòng chạy giờ đấy cho nên thế tại trang cái này dùng set via chỉ static rau đối với này dùng ở routing protocol thì trang routing protocol là router cứ bật này của nên đó thế tại trang cái này dùng configure chỉ static chỉ bật là routing protocol được chứ vì sao được bandwidth nhé bandwidth mà ta play mỗi để slot là làm chi chọn mà chỉ static anh em chẳng nhớ vì sao bandwidth mà ta là lên network với cả một chung data tôi chỉ yên tên dùng chặt bằng thoi nơi ca phá lời của chung data khá để dùng chặt bằng thoi nơi ca và chung data phố này nó mới thấy chán nó routing protocol chân đây là mấy routing chân nó đâu mấy routing về routing protocol mấy routing protocol nó cứ cho xong với à đây kia là xe làm đấy chân cái nào nó vé với tự ca update như tầm mấy tầm 1 chân cái nào nó lưu ra routing protocol router đó nó rồi mà đừng tiếp set update như một đòn rồi mà đừng tiếp set update như một đòn cho mình nghe ngay nên vẫn cứ traffic rất lớn ta hướng này kì xe router với xe update thế này cho mình chun tên là này bao nhiêu mình thôi mình sao mà nếu mình đang mà data bao nhiêu nó cứ tham mình thầm mà chun tên này bao nhiêu thế cứ mà chun tên này sẽ có một router update thế này tiền cho cái này như static là phải router thế nhớ đấy ở chúng tôi cái này như chỉ là static là phải routing protocol thế này router này mình muốn admin set update thế này thế cho mình chẳng nhanh chẳng efficiency chẳng nhanh chẳng một cái security này đó này thời gian tha security cứ là ó nè giờ lấy của cloud của chúng ta cứ cầm mặt là dương đấy cloud của chúng ta cứ cầm mặt là dương chỉ mình nữa tôi chắc hiện đang ở hạ miền là bảo bàn đây mà software với anh bảo bàn tại mình nữa cứ đi cho nên là ai smart peep smart peep chiều nè chẳng là ông này chẳng cứ cái này phải static vì mình smart peep đời ra vì mình bàn cập nhật bài routing protocol chẳng việc mình broadcast no mistake everything ai ta đó hacker đó everything giờ lấy hai nhãn tiền dương trên đại cập nhật được trên đại đăng nè những ứng chụp ảnh giờ lấy dương chỉ mà nữ chẳng như chuyện ở trên bộ của hacker thì tại vì hacker everything này thưa rồi giờ lấy ngày routing protocol bao nhiêu tiền nhé chẳng vì mình security nhớ đấy chẳng vì mình pì vào này chẳng toàn hết toàn đấy còn toàn lắm bạn nào slide này còn này mất tiền nên nó nên nhớ trang bị mình disadvantage bỏ start tại nào về disadvantage này disadvantage cứ mình bằng hai là sao mình tận ăn không ha
Hãy dân thần quý khuôn mơ khuôn ai là hồn. Dễ rõ bị áp đẹp ai dân thần ca thua đời khuôn ai. Nhưng chẳng mình thần ánh khuôn hả bồn. Đấy. Mình thần ánh khuôn hả bồn dân coi từ quý sống kết. Dân quý mơ. Của mình sau mẹ nó chua dân tế. Chẳng bạc đạch network ai xe xe nhau. Thế thần khuôn mơ ta network cứ nợ đào ọt rồi bùi mạch trên. Bạc đạch ảnh ngôi. Nên ảnh thần quý áp đẹp khuôn ai. Nhớ đấy. Nhưng chẳng việc vừa ở dân ca mình thần ánh khuôn hả chơi dân khuôn. Tại sao bạn network tự tuyết ấy thế? Tại sao bạn network thông thông đối chuyện mình mười mơn rào mà mơn phá lâu chung này ta mười liên rào chắc là mình quý đó chút rào nè chúng ta nên thế chắc mà sẽ như chai router chánh và tôi sẽ rào chánh tập tốt rào chánh phá lâu chung này ta chánh như tất cả update router như thế chân dập router lại bạc bò làm bay và chung tam phá lâu xây FTMC nhé chân maintenance cực bố nè hai mươi chín accuracy nhớ đấy accuracy cứ của bạn nè như từng quy cam sống trên quy cam mở hộ tất cả bằng dương ở ba rau tính phạm đó được mà play của chúng ta phạm đó rồi mà được đạch được khối rau tới hai bạn đó thì bạn mơ ở bạn ấy cứ khôi mà play của chúng ta đang ai kèm ai slow ai delay xanh xanh còn chúng mà nếu như là quy được kể là hộp nữa thật cả đầy buồn hay mà nếu như error này đó thì thật chăm chúng ta không bị gỡ khó khăn nhất á giờ anh chẳng phải bia accuracy cứ mà sao lọ đây giờ đấy là sao ta thì mới cứ tham nữa nhưng mà ai thua ca chrome là hồ tê chẳng hết á chẳng phải tham mà sao giờ này bọc chain hay giờ gọi update á mà update bao giờ gọi đắng giờ đấy giờ gọi bàn đắng được chứ này là tớ có bàn là tool bàn là bàn là miền trầm tớ được chứ này bây ai thua bật bằng flow chung data nữa đặt connection delay data ấy xanh xanh nhưng accuracy sầm khăn à tại vì những phần sau với á vì nó còn clomber là họ đắt với thời gian luôn vì chân accuracy và với khúc bù mỗi tiết cái thang công sản bản và viết cư công bị bản và viết cư thì mới cư scalability scalability mà này nằm đấy mà này thà scalability mà này thà bằng cách cao thế cái đó thì phần static rau bằng cách cao thế bàn này bọc tư tố chứ và bàn này đó thì thẩm rau thẩm flow chung data 4 prime lên đẹp bọc đó thì grow khăn maintain tới cầu khăn mình thấy là nó được chỉ zoom hay gì đám cảm ơn zoom nè zoom cầm mình toàn miền covid này thì mới zoom cầm thì zoom là mấy đó cứ là quạt gì quạt cầm là từ việc ít thôi mà đã ta đã có cạp lối với phòng cạp lối như lấy hay quạt từ làm server xong toàn vừa ra sao làm lâu qua cũng chưa làm mình thấy nữa chắc là nền vào những chắc scalability thì cắt cao đấy phần nghĩa cao đấy cái nào phần nghĩa nền tại trên nền vào thông đại miền rộp rồi rộp toàn lâu chung là ta cứ của bạn mình thấy nếu mà bạn mình tên phụ dưỡng nằm trong ca chút 3 thì tầng ca chua nè nè rồi em sẽ tốt cho chúng ta mình tên chẳng impossible dưỡng mình ai chút ca thì is practically impossible xong đạp mà rồi là mà rồi quên khlong bấm impossible mới xuất ca thì nhưng chẳng nào thế thử ca ở cái routing protocol mình giờ đấy phụ cái đó nó thật chăm và đau lâu chúng ta chờ lại mỗi tạch đi thơ đi thần cuối áp đẹp đi với tầng đi mà tên ngọt chẳng ca mình tên cứ nightmare mà bà xâm như này vương nó hình thông chúng ta tự giáo cũng cứ sản phẩm cái small network thế chúng thay đi miền bảy hai bốn miền bảy hai miền bảy hai bốn miền tây là khổ bảo miền bảy hai thì anh chạy trong configuration chẳng mong cái cụ thể mới nữa anh chạy trong configuration chỉ là static ai xem xét anh ấy có bất cứ loại mới thôi mới mùi cho nên mới mùi mất tiếp default rào đấy default rào default rào cứ tha chia static rào này phụ dân dạy ra ráo mình mạnh ráo mình mạnh là page ráo mình bây giờ page cứ default ráo ở thực tạp tự ráo dân dạy mình hai hai default ráo hai nhắn đây là mình ráo như thế chắc là default ráo như thế default ráo cứ chứ ta tự ráo đá này dương chỉ nè define hôn ảnh như thế bà sân chỉ router này nó này thời chám bà sân chỉ router còn mình routing table như thế chúng router gặp mình routing table bạc bạn phần đá này không router cứ vì mình routing table nhằm xin điệp biên tích nhé chúng router vì mình routing table vậy nhé chúng routing table cứ default route như mệt default route như mệt nhé default route này thì bà sân chỉ nơi không có routing table nắng ở mà này có như từ anh em routing table anh em biết được chỉ
IP destination ta cua tới tam port này xem thế nào nào kinh tế bó này nó bị đắng này dùng lọc điện này nè lọc điện này chẳng nào kinh tế bó cứ bây giờ dùng trong từ network na chẳng bị trên tam chuẩn nè chẳng hết nè anh destination IP address má hay tới cho tam port lịch mà chẳng hết nè port lịch mà chẳng hết nè chẳng bị trên phải bây giờ nè và sân trên network năng dùng trong một chút từ network nãy bị chun từ network đã miễn là không routing table rồi bỏ về router thế chứ không biết đường dây đường default gì vậy default route nè hôm nay nói thì bạn sẽ thả s1 swap s0 rồi cứ chia default route chứ bởi vì chạy tới bạn xem chỉ biết miễn là không routing table vì thế mà bị chọn tên từ ip address mùi hay bị không chạy nữa miễn khi nào routing table vì là bị chun từ nam default route hay chưa nãy khi nãy mình configure default route dương như nó cứ chia cái network administrator chỉ nhận cầm mặt luôn này chẳng default route nó có chỉ static này đấy static này chẳng á chẳng default route để nó này thời gian hay không cả này nick network nick chỉ tập network tập network bên này ta router nó cứ âm mình chọn mở router sẽ chọn mở router tại mỗi nó cần tập network được nhưng mà thua phép là đó thì thua mình mong muốn chẳng chẳng default route được chỉ default gateway á chẳng bà sân chỉ biết ở miền đất nông đào thiên thế bó mình tại bà sân biết chọn tất cả rào tờ xên giờ đấy tự chọn rào tờ xên mà chạy tất hết ok vì bà chung tam chọn này tại bà sân chỉ biết ở miền chân nông đào thiên thế bó đấy vì xem tạm đi phố rào chứ không bao giờ đi phố rào đấy bố giờ đi phố rào ấy tao ấy nhìn lọc vậy bị môn mà hai đi phố rào nữa chẳng chẳng một tâm mà tiết đặc biệt khẳng phí cho đi phố rào có phố lọc riêng bị môn mà đây là chẳng khủ thua ai làng mình chẳng á thế đó nhưng chẳng bà to tiện nhưng là này cứ default ráo cứ dựng đắng này default cứ xôn xôn nữa xôn xôn nữa là khâu xôn bán hình network nó là thật đó đấy any network tất cả nó đó đấy thì biết set default ráo đấy chứ mấy dynamic mình dynamic mình đang tham mấy dynamic mà là dynamic mà đang tham ráo nó cứ change over time chain rock pain mà giờ đấy cho nên nó tại chăm ta rồi lại là mấy cái rau nó cứ dùng ta rau thành protocol giờ đấy hay rau phun protocol bây giờ chỉ nè cầm nó plug vào chỗ này ta hay viên đường men thành nên rau lại là mấy cái rau nè mà nó cùi chạy được mà đừng đang cùi chạy chẳng đấy vì mờ vậy cho nên tại chăm bây giờ chain rau based on IK vì chain rau based on network topology update mà bây giờ đọc sai extension giờ đấy đọc time network time router time extension nhưng chân rau có việc đầu automatic này ô thì hop on on the hop on in flow của chúng data chẳng anh ấy cứ cộng tầm phốn chẳng biết ô router nó ra routing protocol thì đặt ai đang mấy chẳng flow của chúng data mình chẳng nha flow của chúng data mình chẳng chẳng ok chẳng bộ bộ đó đi mới lại này cứ cộng tớ chẳng nhưng bảo đảo thêm protocol chẳng bật sân thì dường update topology change mà này thay lộ mà đi đỏ đi chào chẳng thế chẳng biết là update automatic đi bị chung tạm đi hay chẳng á có thể hóa nè chẳng ráo vì phát đó là ra network topology change update traffic update mà này thay mà ồ mà anh ấy vì nên phát bị chung tạm ta chớn rồi đó thì bị chung tạm đi ta khói mà anh ấy cũng miễn cho mình tên busy mình tên busy khác chẳng biết đâu ta làm phần này mình chẳng vì ai khắc đâu lâu chung này ta là xa traffic này ủa cô ca bảo biết rõ the best route cô ca bảo biết cứ rõ the best route giờ đấy chẳng the best route ta ta traffic tạch và traffic chớn có bị update route biết tới lại xe này đó đó tiếp ý bandwidth available nếu bandwidth available thì traffic nó còn đôi khi này bandwidth mà đôi chiến và xâm dịch bandwidth tạch bây ở thời lớn giờ đấy chẳng nghe này do đó anh muốn tiết tâm một link stack chẳng những dây nó ngon khỏi link stack hay năng distance vector xanh chẳng vì mình cả ta chớ nè sẽ thua ai ca update nơi kế rào giờ đấy chẳng dynamic cứ dynamic rào cứ dùng bảo rào thờ rào tình protocol chứ nè cầm nọt dynamic rào nè giờ đấy hay cầm nọt dynamic rào được sao link stack available bandwidth network traffic update hay năng topology chẳng phải ông vô lấy bản năng slide đi bọn chỉ bandwidth được bướn á còn là bướn ấy ô đợt chỉ ho đợt chỉ bandwidth là nhiệt bandwidth online thời trang để bandwidth này bandwidth của mà đôi chia tắt này nó này khuyên tắt đấy mà phơi môi chứ không phải phơi môi
lời muốn tu chứ tu tiếp bên tay đẹp chú data chờn giờ đấy bandwidth và bạn vậy bandwidth mà tha bandwidth mà tha ở chi và bạn vậy bạn vậy available bandwidth mà tha có bạn nói chuyện điện mà sân chiếu ở mà phơi đang chẳng bên tay đẹp chú data chờn trong bandwidth mà quát coi kì có thông này giờ đấy mà này càng nhiều bandwidth đơn vị sẽ tìm trang thống được chia workload đẹp thử thừa chẳng giờ suy off bandwidth mà quát vậy trang thống cứ ở mặt flow ở phần nắng bên tay đẹp chú data chờn trong cái suy off bandwidth chờn này giờ đấy vậy trang thống chọn nó cứ sầm đập đập nè giờ đấy trong cái này sẽ trong dịp bandwidth kiểm tra ở mà này cái này nó đi lạnh quy giống như tập cả lại giờ lấy đọc lại pi ở mà pi bốn cùng với ba làm bảy giờ nhớ ta đấy chắc là ông em mới ở mà nói chuyện đó cứ bên biết bắt cứ thầm đọc đọc nè bên đấy có đây kì có thở oi kì có thở ông bảy hay chắc có xí ông bảy bên biết bà đấy chứ là sao tập pi chứ ở bên là bó sao tập pi giờ cũng vậy á nâng ai đâu chia là gì tam tông sầm mặt khi ta cái ai có chung đại ta bàn giờ lấy giờ tôi còn dễ mà tôi chỉ sai môi chân mà nói megabit per second giờ đấy này cứ bandwidth bao phần đấy giờ đấy chứ mà khi mà chun cái phở off hay chế ha tập ấy chân si off bandwidth off ha tập á ta đấy thì sao lại chế ha tập tiếp là bài là bỏ chứ trong trong vậy chứ vốn giờ đấy chứ chỉ sử dụng pin để quạt ai mà chun đại ta mà chun tên là này và quạt màn giờ đấy toán là vốn toán bài của bạn ok bọn bandwidth rồi này ha quạt được ai tự do, phơi nước ai tự do mà thiệt ạ, mà bên bị bọc họ tột pe, phơi một chút này ta có nó sọt tẹt pe, có biết đâu nào này, chẳng còn nhiều lắm con, còn nhớ, bao lâu bài mà, chứ ông link stack nó bên này ta cho tôi tiếp như vậy nè, ok chẳng, mà bọn nó mới bàn hai người to tiệt, cái đó này thời trang tha advantage, đây là mấy lao cứ bị men advantage qua việc. Advantage bao nhiêu cứ tha cái này dùng phần dynamic route cứ below maintenance cứ dùng quỳ cho cái khác nhâm cà phê rồi nên là em bị sai thức cũng còn được cả sai còn nhâm cà phê còn ấy còn từ đó còn là quỳ chạy tí tí cái hai chứ mà tha low maintenance mà này tha nhận dương chỉ nên bọn em bị sai thức mà dùng quỳ chăm bạch ấy chạy quỳ áp đèn rò pê tê đó ở đây cái đó là chạy chính cứ rào thì nhận protocol cứ chỉ đạt trong một dương nhớ đấy đó đây là mấy rào ấy cứ chỉ nhận thua ở dương nhớ đấy chẳng rào cứ automatic update đầu lên team protocol mà này rào cứ nó cố đã chạy cho luôn nữa rồi như software cho luôn nữa rồi nhớ đấy chẳng rào pin bằng cố được chỉ mình nâng khi tôi chỉ nhận bằng mình đã cầm nọc luôn anh có thôi cao pay bốn màu ở đây luôn này nhớ đấy còn chỉ nhận exchange update pack update rào packet exchange có update kia chẳng được chỉ mình nâng mua nét được không rào tờ chẳng chăm chạy ở dương giờ mình trình như tên như rào tờ đắp được mình đọc nhẹ chẳng nhớ đấy chẳng có update ở dương automatically hay dương all you need chứ còn là configure routing protocol nữa nên là router nữa nằm bay ở thuê nó ở bay để dương chọn phương chẳng maintenance tích nha chẳng dự lọt vì là ổ sản phẩm này thông này mình rộp bốn rộp bốn rào đôi chỉ ISP bao dương giờ đấy thì ISP đôi chỉ dành không hôn internet không hôn ấy thông chẳng có thể khác chỉ là dynamic rào accuracy nên đó nên thời gian accuracy routing protocol cứ chỉ software nữa rồi chỉ có lỏ có thua cả lỏ routing protocol cứ keep track được network chain hay improve the accuracy chấm software về thua cả lỏ chứ mà đơn dương nhớ đấy chẳng accuracy có bị lỏ đại mà đơn dương nếu hot min point cho lỏ min ấy vẫn tại software về mạng cho lỏ thì chứ mà làm đơn dương mình không học nhớ đấy chứ mà đơn cứ mình không học cao bao chứ mà đơn cứ mình không học bởi dương thua không học ấy mà đây thay dương chứ mà đơn này giờ software vì mình không học thì tay bảo viết phương tới error mau bị một nước này thường học để xây được học này đó đấy chứ làm thêm một thang software đó software error thì mau bị một nước thật xây rồi ở error đây giờ đấy bị thơ tao bảo vấy là một nước mới kết ở bán cục trong rồi bằng mình error chứ everything cũng học cục láng cứ cả bị một nước nhớ đấy mà dùng thường cũng học thế mà này thang dùng chứ mà này thang mình chỉ tên bà đà đây đó đấy chẳng bà sao dùng thường cũng học là nó cứ thò bà đà đây này vẫn ách kia bạn nếu ai scale mà scalability mà nói thẳng scale bán scale thông từ rộp rồi rộp bọn plug và chung data bán giờ lẽ hay nhà nó thì thật chăm it is impractical to impossible to define all route statically
chẳng để với anh cổ rồi đó rõ bớn rõ bọn rào mà chẳng lẽ lời bụi chú đại ta rõ bớn rõ bọn gọi mình bánh hà đấy đấy chẳng bởi thân đó nên thật chán mà nó rào tình protocol cứ thôi càng nghe đàn mới thương bạn mới thương bọn bạn ấy ta sống với ai thương cho nó hiểu bạn chẳng dân khu tập ra bạc đại đàn mới rào nó cứ xâm rạp rào tờ thông thông đặc nạp đi xa văn đề bọc thông thông đấy đi xa văn thích bởi vì trong lúc chúng ta slide đi mình bánh hà bọn tiếp on ok, trong lát add disadvantage của mình cứ đánh mấy cái ráo consume bandwidth nhớ đấy, bạn đánh khác phải phở bandwidth nhớ đấy, chứ đánh bandwidth chứ trong lát phải chung đại ca bạn đánh video P thì cứ phải chung này kể bỏ là miễn tiện tầng mùi ráo thêm protocol vì bạn này chứ nó sao tầm vấy trong lát phải chung đại ta như thế chứ phải xin bandwidth nên là ta phải cẩn ca update hết rồi mình thầm mỏ mình biến router là router nằm mấy ráo phải chung đại ta lỏ trong lát chứ chứ phải xin bandwidth chẳng nhớ đấy mình tầm mặt nó phải xin CPU tiếp đâu cái CPU thì là CRAM, TA rồi bỏ ráo tơ với thật cao kẻ này nó nên trong VC mình thầm tại bandwidth với CRAM, C resource tiền hay configure static ráo nó như configure using cái routing cái protocol nhớ đấy config dynamic using routing protocol đó đang bị chân vì chia là nạ test và take của bia vì thật cả mình software mới vì thật cả CPU thật cả RAM thật cả ai dùng hay bandwidth bao nhiêu thì thật một chút màn tóc anh ta nhưng một chút màn bấy là ta bị tiếp tục sau đó update routing những cái việc khác là riêng đài chắc ở slide này mình bàn hà không mình bàn hà thế ở đây thì chắc mắm cá chăm cù đừng ăn hoa ở bộ bộ đỏ niềm mơ nhé chắc ngày đấy cứ tập năng sẽ chấp ổn đấy ở còn ngày nào thì bàn vô đừng lấy hai tà ráo đừng lấy hai tà tà tì ráo tì phô ráo hay là đài này bị ráo hay mắm cá như đừng ăn hoa ok và nó sẽ chấp ổn đỏ niềm mơ